Thưa các bạn, thì những điều mà tôi nói ấy, đó là trên thị trường chứng khoán nó phát triển ngày mai hay tháng sau hay năm sau, đúng không? Có thể đúng cũng có thể không, có thể ngày mai trên thị trường sẽ xuống thấp hơn hôm nay chẳng hạn, nhưng sau một khoảng thời gian dài tương đối là 10 năm, 20 năm, 50 năm thì những điều mà tôi nói giả định rằng là thị trường sẽ phát triển lớn mạnh hơn. Tại sao? Bởi vì nó luôn luôn là như thế. Bởi vì thị trường là một cái thước đo sức mạnh của nền kinh tế, và trừ khi có một thảm kịch nào đó rất khủng khiếp xảy ra, bằng không thì nền kinh tế nó vẫn tiếp tục phát triển. Bởi vì giá thực phẩm, quần áo và hầu hết tất cả mọi thứ bao gồm cả chứng khoán thì đang tăng nhanh do sức mua của đồng đô la giảm xuống, và nó cũng là một dấu hiệu cho thấy một khuynh hướng mà sau này sẽ bị đảo ngược đấy. Và đó là những điều lý do khiến cho mọi người đánh giá rất cao giá trị của việc đầu tư vào cổ phiếu lâu dài, chứ không phải là kiếm lời nhanh chóng vào ngày mai. Chẳng có gì phải che giấu và định kiến này cả, bạn sẽ phải thấy nó hiện diện một cách rõ ràng xuyên suốt trong cuốn sách này, trong cái vấn đề mà tôi nói này, và bạn cũng sẽ thấy một định kiến khác, những quan niệm khác để nhận rõ những thực tế và hoạt động đầu tư từ lâu và vẫn bị che lấp bởi cách nói nước đôi, bởi những chi tiết huyền bí không phải cần thiết. Dĩ nhiên chẳng có chân lý nào là tuyệt đối cả, nhất là trong thế giới kinh doanh. Vì vậy những điều mà tôi nói chỉ có một hy vọng duy nhất, nó sẽ giúp mở rộng và củng cố khả năng đánh giá phán đoán thị trường và một cách chính xác hơn. Và hôm nay tôi xin nói bạn hiểu những điều tôi nói như thế nào. Nhiều người e ngại không muốn mua cổ phiếu đâu, bởi vì họ nghĩ rằng đầu tư là một công việc rất phức tạp. Nếu nó thực sự phức tạp thì là không có tới 49,5 số hộ gia đình ở Mỹ sở hữu chứng khoán. Một số liệu được công bố vào cuối năm 2022. Thực ra đầu tư chỉ có vẻ phức tạp, và đó là do nó sử dụng rất nhiều từ xa lạ. Chính xác những thuật ngữ này khó hiểu và đứng đắn trước bản chất đơn giản của công việc đầu tư. Winston Churchill đã từng nói, từ ngữ cũ cũng tốt là tốt hơn, và từ ngữ cũ mà ngắn là tốt nhất. Những điều tôi nói này sẽ cố gắng sử dụng những từ ngữ cũ ngắn gọn thay vì những từ ngữ của phú quân. Nó sẽ tìm cách làm rõ những thuật ngữ kỹ thuật sử dụng trong giao dịch bằng cách giải thích những ý nghĩa đứng đằng sau chúng. Nói một cách khác là thuật ngữ sẽ được giải thích theo ngữ cảnh của câu chuyện đầu tư. Bạn sẽ không tìm thấy một phụ lục, một trang sách dài những định nghĩa của cuốn sách này, như của những cái câu chuyện mà tôi trò chuyện này. Để kể một câu chuyện đầu tư thì tôi bắt đầu với những từ ngữ thông dụng nhất trong kinh doanh, đó là gì, là cổ phiếu, là cổ phần, là tư bản. Và để đảm bảo rằng độc giả sẽ nhận ra tôi vừa gặp một thuật ngữ, một kỹ thuật có thể mới mẻ, những từ ngữ này sẽ được in nghiêng trong lần đầu tiên nó xuất hiện, trong lần đầu tiên tôi nói, sẽ được nhớ mạnh trong lần đầu tiên tôi nói, để tiếp tục đảm bảo rằng độc giả không hiểu sai hoặc là không bị rối, sẽ không có một khái niệm kỹ thuật nào giới thiệu cho tới khi độc giả thực sự cần cho chúng. Do đó đây là một câu chuyện đầu tư được kể bằng những từ ngữ, những khái niệm mà chúng tôi tin rằng mọi người có thể hiểu được. Vậy thì cái đầu tiên tôi nói với cho các bạn hiểu là gì, đó là những phương tiện đầu tư dành cho bạn. Đây là một vấn đề mà tôi nói cho các bạn, khiến tiền các bạn, để tiền để ra tiền cho các bạn bằng một cách đầu tư cho nó. Đây không phải là một vấn đề mà tôi dạy cho các bạn kiếm 1 triệu đô la trên thị trường đâu, mà nếu có một cách chắc chắn để thực hiện được việc đó thì tất cả các nhà môi giới chứng khoán trên thế giới, những người hiểu biết nhiều hơn ai hết về thị trường này, chắc chắn đã trở thành triệu phú rồi. Không cần nói chắc rằng bạn cũng biết, thực tế không phải như vậy. Đây là một điều mà tôi nói về đầu tư. Cụ thể hơn, nó là một vấn đề mà tôi nói bằng một cách đầu tư vào các loại cổ phiếu và trái phiếu, một cách khiến cho số tiền nhàn rỗi của bạn vận động sinh lời cho bạn về lâu dài, dưới hình thức một khoản thu nhập thường xuyên từ cổ tức và dưới hình thức lợi tức do kết quả tăng trưởng của giá cổ phiếu, hoặc là kết hợp cả hai hình thức lợi nhuận này, đúng không? Thì đa số mọi người còn dư giả ra một chút sau khi thanh toán các hóa đơn. Đầu tiên bạn sẽ nghĩ ngay đến việc là gửi số tiền nhàn rỗi đó vào một quỹ tiết kiệm hoặc mua bảo hiểm nhân thọ, nhưng không ai có thể phản bác một cách lựa chọn cẩn thận hoặc là khôn ngoan như vậy.
Hình thức tiết kiệm này là thiết yếu nếu người ta tự bảo vệ mình trước mọi tình huống khẩn cấp không thể dự đoán được của cuộc sống. Nhưng ngày nay hàng triệu người đã bắt đầu coi cổ phiếu, coi chứng khoán, tức là những loại cổ phiếu và trái phiếu với mọi hình thức cũng là một cách đầu tư tốt nhất và không kém. Tất nhiên nó còn tồn tại nhiều mức độ rủi ro nhất định khi mua cổ phiếu và trái phiếu, nhưng hầu hết mọi người đều cho mức độ rủi ro này là quá lớn vì họ chưa bao giờ bỏ thời gian nghiên cứu về thị trường và tìm hiểu cách đầu tư chúng một cách khôn ngoan hơn. Nhưng chúng ta không bao giờ được phép quên rằng bất kỳ hình thức đầu tư nào nhằm cũng hàm chứa một mức độ rủi ro nào đó. Riêng việc kiếm tiền cũng có rủi ro. Thật ra việc kiếm tiền bao hàm cả hai rủi ro. Rủi ro thứ nhất là rủi ro bạn có thể đánh mất hoặc bị cướp mất tiền, là rủi ro hiển nhiên. Rủi ro thứ hai thì bạn không rõ ràng rằng nó là như vậy, đó là rủi ro về khoản tiền. Bạn có thể mua nó vào ngày mai nếu giá lương thực, quần áo và hầu hết mọi thứ đều tăng lên, thì nhưng nó đã được từng tăng trong suốt lịch sử đất nước này. Một người có thể để dành một ít tiền và cất chúng một ngăn tủ một cách khôn hơn là trôn chúng ngoài vườn chẳng hạn, để tránh được cái rủi ro thứ nhất. Nhưng người đó sẽ không bao giờ có thể tránh được rủi ro thứ hai vô hình, rủi ro tình trạng lạm phát, đúng không? Vì vậy mọi quyết định của bạn về việc mà bạn có thể làm với số tiền bạn dành một bước của mình, nếu đều phải được cân nhắc về cả hai loại rủi ro nói trên, rủi ro hiển nhiên và rủi ro vô hình. Đương nhiên, bạn sẽ phải cân nhắc cả về mức lợi nhuận mà bạn sẽ hy vọng đạt được khi mà nhận được một số tiền của mình. Trong hầu hết các hình thức đầu tư, mức lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn. Rủi ro là hiển nhiên cũng là càng lớn và bạn phải chấp nhận điều đó. Nếu bạn gửi tiền vào một tài khoản tiết kiệm thì hầu như bạn sẽ không bị mất được đồng nào trong số đồng tiền của bạn cả, vì tài khoản của bạn được tập đoàn bảo hiểm tài khoản tiền tệ của Liên Hoan Mỹ bảo hiểm lên đến mức 100 USD vào ngân hàng. Nhưng bạn sẽ phải chấp nhận một mức lợi tức chỉ có thể là 5,5% mỗi năm thôi, đúng không? Và bạn sẽ cảm thấy tài khoản tiết kiệm sẽ không được bảo vệ trước rủi ro lạm phát vô hình. Số tiền hay số vốn hay tư bản của bạn sẽ không tăng trừ khi bạn tiếp tục gửi tài khoản lãi mà bạn nhận được thông qua số tiền tiết kiệm lãi của vốn. Và ngay cả trường hợp đó, tỷ lệ tăng trưởng vốn của bạn cũng rất thấp. Bạn có thể gửi tiền với nhiều hình thức tiết kiệm có kỳ hạn với mức lãi suất cao hơn so với tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn. Lãi suất của hình thức tiết kiệm này phụ thuộc vào số tiền bạn gửi và thời gian bạn đồng ý gửi nó vào ngân hàng. Nhưng mức lợi tức này và các hình thức tiết kiệm này sẽ mang lại thông thường cũng chỉ bằng và cao hơn chút ít so với tỷ lệ lạm phát thôi. Đó là chưa kể chúng còn bị đánh thuế, đúng không? Ngoài ra các loại hình tiết kiệm này còn một hạn chế kinh tế nữa, đó là khoản tiền tiết kiệm của bạn sẽ bị cột chặt ở ngân hàng đến hết kỳ hạn. Bạn sẽ không thể rút nó ra trong trường hợp khẩn cấp hoặc là tận dụng những cơ hội đầu tư khác với khả năng sinh lợi cao hơn nếu không muốn mất số lại toàn bộ số lãi theo quy định phạt khi mà rút tiền trước thời điểm đáo hạn. Đầu tư tiền là nhàn rỗi vào các tài chính cũng là một xu hướng khách hàng hiện nay, và nó cũng cho phép bạn thụ hưởng mức lãi tức lợi tức hàng ngang bằng cao hơn một chút so với mức lợi tức ở các khoản tiết kiệm có kỳ hạn. Các quỹ này sẽ không có gì khác ngoài hơn là một hồ chứa hay là bơm lượng tiền khổng lồ của hàng ngàn nhà đầu tư có thể chảy vào, sau đó đem rót ra nhiều hạng mục đầu tư ngắn hạn trên thị trường. Do đó thì luôn luôn có một lượng tiền ổn định đổ vào các quỹ tài chính này, nên chúng có thể đảm bảo rằng các nhà đầu tư cá thể có thể rút một phần hoặc toàn bộ vốn của mình ra ở bất cứ nơi nào họ muốn. Tuy nhiên, khoản lợi tức mà của hầu hết các quỹ tài chính cũng là đối tượng để đánh thuế và thu lãi ngân hàng. Mặc dù một số quỹ tài chính đầu tư ở các thị trường địa phương, do đó nó được miễn thuế, đúng không? Ta sẽ lấy một ví dụ, trong năm tài chính năm 1881 đến năm 1882, tỷ lệ lợi nhuận bình quân là 15% cho quỹ đầu tư, đem lại không phải nhiều hơn, có thể đem bên cạnh mức tăng lên hai con số ở vật giá ở Hoa Kỳ, thu về 15%, rồi lại mất đi 15% trước khi bạn kịp nhận ra con số lợi tức của mình. Bảo hiểm nhân thọ cũng an toàn 100% nhờ quy định và luật của địa bang của liên bang, nhưng nó sẽ hợp hơn nếu bạn mua gói bảo hiểm cơ bản để bảo vệ gia đình thay vì coi như nó là một khoản đầu tư. Tính về lâu dài, một bảo hiểm nhân thọ phổ biến sẽ mang lại lợi tức cao hơn so với một khoản thời gian tiết kiệm, nhưng nó hoàn toàn thất bại trong việc bạn bảo vệ trước nguy cơ vô hình mang tên là lạm phát.
khoản tiền mà bạn nhận được khi về hưu, nhiều khả năng sẽ không thể mua được nhiều thứ bằng tất cả những khoản tiền mà bạn sẽ đóng cho công ty bảo hiểm trong suốt bao nhiêu năm. Bạn có thể làm gì khác với khoản tiền của mình? Bạn có thể gửi vào quỹ tín dụng ở nhà. Và những quỹ này sẽ cho bạn, những người cần mua nhà sẽ vay lại một lần nhờ các quy định giám sát của chính phủ. Loại hình đầu tư này tương đối an toàn về mặt rủi ro hiển nhiên, nhưng nó sẽ chỉ mang lại cho bạn một lợi tức chẳng cao là bao so với khoản tiết kiệm truyền thống, và nó sẽ không thể bảo vệ bạn trước các rủi ro vô hình lạm phát. Bạn có thể đầu tư vào bất động sản. Theo quy nhà luật chung thì giá bất động sản có khuynh hướng tăng lên nếu có giá đang tăng đấy. Thế là bạn đã tìm ra một phương thức bảo vệ rủi ro vô hình. Bạn nói vâng, đúng là như vậy. Với điều kiện mà bạn mua được đúng ngôi nhà tại thời điểm mức giá đúng, và với điều kiện bạn gặp đủ may mắn khi bán nó, một cái điều kiện cần là tất cả những khoản thuế mà bạn cần phải đóng trong khoảng thời gian sở hữu ngôi nhà đó không triệt tiêu đi cái lợi tức tiềm năng của bạn. Và với điều kiện bạn vượt qua được tất cả những quyết định giải tỏa không thể lường trước được của chính quyền địa phương. Ở đây rõ ràng mức rủi ro hiển nhiên là quá cao, ngay cả đối với những người dành trọn thời gian để mua, để xây dựng, để quản lý bạn bất động sản. Vì vậy, đối với một người bình thường có trong tay số ít tiền dành được, bất động sản không thể được coi là một khoản đầu tư, mà đó là một khoản tiêu sản, đúng không? Bạn cũng có thể đầu tư vào quỹ kim chẳng hạn, nhưng mà nó đang trở nên thông dụng khi mà mức lạm phát đang tăng. Nhưng bạn có thể mua vàng hoặc mua bạc, nhưng chúng tất cả những loại kim loại quý khác đều rất đắt giá và không mang lại nguồn lợi thu nhập nào hỗ trợ chi phí bảo quản chúng. Bạn cũng có thể mua đá, đá quý, tiền cổ hoặc là tem cổ, nhưng chúng đòi hỏi phải có sự thẩm định chuyên môn khắt khe để liệt vào danh mục xa xỉ phẩm có giá thuộc vào hạng đắt nhất, làm giảm đáng kể tiềm năng sinh lợi của chúng. Bạn có thể mua tranh tượng hoặc là một số tác phẩm nghệ thuật cổ, nhưng chúng thậm chí còn phải đòi hỏi những điều kiện bảo quản khắt khe hơn và rất khó thu hồi vốn trong trường hợp khó khăn của thị trường. Cuối cùng, bạn có thể đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu. Đó là điều mà các ngân hàng sẽ làm với ít nhất một phần với số tiền của bạn gửi cho họ, để thu được một lợi tức mà họ sẽ chi trả cho bạn cộng với lợi tức riêng của họ. Các công ty bảo hiểm cũng như vậy. Cả hai loại tổ chức tín dụng này luôn luôn đặt trọng tâm đầu tư vào trái phiếu, nhưng hiện nay càng ngày họ càng mua nhiều cổ phiếu nhiều hơn, đến mức các tiểu bang phải đặt ra giới hạn cho họ. Ngoài ra, các ngân hàng thương mại và các quỹ đầu tư tín dụng khác thì chịu trách nhiệm tạo ra lợi nhuận cho các quỹ mà họ sở hữu và cách đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau, cũng đang mở rộng vào tỷ lệ vốn đầu tư cổ phiếu đấy. Vì sao? Bởi vì qua nhiều năm, các kết quả thống kê cho thấy tính bình quân cổ phiếu mang lại lợi tức tốt nhất, tốt hơn với sự bảo vệ cân bằng trước những rủi ro hiển nhiên và vô hình. Bất kỳ với hình thức đầu tư nào, những người sở hữu cổ phiếu ở Hoa Kỳ đang nắm trong tay phần lớn kinh tế ở nước Mỹ, và thực tế là đang nắm tất cả các công ty quan trọng nhất. Khi nền kinh tế tăng trưởng trong những năm qua, họ đang phát đạt, và nếu nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng, họ sẽ tiếp tục phát đạt. Không phải là tất cả họ đều phát đạt đâu trong mọi thời điểm, dĩ nhiên là không rồi, nhưng đa số họ là phát đạt trong đa số trường hợp. Một số người kiếm được hàng trăm hàng triệu đô la, với một số người phá sản, cũng giống như một số công ty đã thành công trong khi một số công ty đã thất bại trên thị trường. Nhưng nhiều năm sau, tính bình quân của nhà đầu tư vào cổ phiếu sẽ thu được lợi tức đáng kể từ cái tư bản của anh ta. Điều quan trọng hơn là anh ta đã chứng kiến cái giá cổ phiếu mà mình nắm giữ tăng lên. Khi mà giá tăng lên, anh ta cũng có thể bán cổ phiếu ra để thu lãi, nhất là sau khi trường hợp anh ta đã giữ nó trong thời gian dài, nhờ đó anh ta bảo vệ được số tiền của mình trước rủi ro vô hình lạm phát đấy. Và những điều mà tôi nói trên đây xin kết thúc tại đây, và bạn đã có được một cái tầm nhìn về những điều mà tôi nói, về thị trường mà tôi nói, về định hướng mà tôi nói, buổi nói chuyện của tôi cùng Nguyễn Công Trình đến đây là kết thúc.